Chào các bạn, mình giới thiệu cái Kawasaki các bạn. Kawasaki nha, 3,1 kW 3000 nha. Ở đây mình đo được là 1479 nha, khoảng 1,5 kg, khoảng 1500 vào 1 phút. 1500 vào 1 phút nó có thắng 24V. Thì với 1500 vào 1 phút đó, thì mình có thể qua cái tỷ lệ qua cầu vi sai á, nếu mà chế xe điện hoặc là chế những cái lực kéo á, mình qua tỷ lệ 1:10 đi. Đó, 1:10 thì còn là 150 vào 1 phút. Thì với cái bánh xe mà xe máy á, nếu các bạn chạy mà cái đường kính đó nha, cái đường kính tương đương bánh xe máy mình á, mà các bạn chạy 150 vào 1 phút á, thì tốc độ cũng khá là lớn nha các bạn. Tốc độ cũng khá là cao. Nếu mà giảm tốc ra tỷ lệ 1:10 á, thì cái lực kéo con này rất là lớn luôn, rất là khỏe. Chủ yếu là mình xài lực kéo khỏe nha, ví dụ cho những ứng dụng như là xe chở hàng, xe gì đó, nó cũng khá là nhỏ gọn, ước lượng tầm tầm nhé. Để mình lấy cái thước. Dài tổng thể nha, dài tổng thể 240, mà cái phần đuôi nè, cái phần đuôi các bạn có thể bỏ đi cho nó gọn lại. Đó. Còn khoảng 190 nếu mà cần thì mình bỏ đi nha. Phần này thì mình làm một mặt bít á, 4 cái lỗ rồi nè, mình khoan bắt vào thôi, nó cũng là một cái trục và 8 mm nó lú ra ngoài thôi chứ không có gì cả, bạn cắt ngang. Nó là cái encoder để bộ đếm. Mặt bít cũng khá là nhỏ gọn, đặc biệt là những cái jack còn rất là chuẩn, mình xài nó ok. Bít 130 vuông. Ở đây cái này mình tháo bỏ thôi mà, ví dụ bạn nào xài nhé, biết để làm gì ha. Bánh răng này thì em đo cốt, bánh răng thì tháo ra. Cốt chắc 20 quá, 20 hay 22 gì nha. Đo cũng khó đo. Tầm 22 nha, cốt tiêu chuẩn là tầm 22. Nhỏ gọn, 14 kg nha, 14 kg. Nếu bỏ phần đuôi này thì chắc còn khoảng 12. Nhỏ gọn nha, chế gì cũng được, chế bơm thuốc sâu, bơm gì cũng được, chạy 12-24V, qua mạch tăng áp mình tăng áp lên, bơm thuốc sâu hay là chạy thuyền ghe gì đó. Cái thuyền ghe thì các bạn chạy tỷ lệ 1:1 luôn, 1:1 luôn cũng được, 1000 mấy thì cũng dữ rồi. Thông thường những cái máy nổ thì có cái tua cao, có cái tua cũng 1000 mấy 2000 thôi. Nếu chạy thuyền thì các bạn dùng cái cánh quạt chịch, nó lớn hơn một chút, nó lớn hơn thông thường một chút nha. Chạy cực kỳ êm. Để test sơ bộ được kéo. Thì khi mình chỉnh tốc độ lên á, ở tốc độ mà động cơ nó vừa nhích chạy á, các bạn nhích nhẹ lại một cái là nó tắt á, thì mình sẽ test được kéo. Đó, thì khi test như vậy mình sẽ biết được đại khái là cái động cơ nó khỏe hay không á, rất khỏe nha các bạn. Nó ghi đi nha, ở cái lực chậm nhất thì mà nó ghi nha. Còn khi mình chỉnh cao hơn một chút thì không thể các bạn, không thể nha, không thể nắm nha. Em ru ha. Ok, mấy con này động cơ không á, là mình bán giá 3 kW 14
động cơ không khoảng 1,8 triệu các bạn. Còn luôn một bộ IC, luôn IC, tùy IC mình sẽ tùy khách, ví dụ khách xài tải nặng hoặc tải nhẹ, tùy IC có thể rơi vào khoảng 3 triệu ngoài nhé, khoảng 3,4 triệu trọn bộ, về cấp 12-24V xài nhé. Bảo hành 6 tháng.